Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người. Thì gần đây có một số bạn yêu cầu em quay lại cái con đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long cho mấy bạn coi. Thì bây giờ em xin mời tất cả mọi người cùng theo chân gia đình em nha. Let's go mọi người ơi. Giới thiệu với mọi người, hiện tại em đang có mặt ở gần ngã ba Cần Thơ mọi người. Hướng đi hẳn là đi về xuống chợ Vĩnh Long. Còn hướng quẹo phải trước mặt mọi người đó nè là đi vô đường Nguyễn Huệ. Còn ngược lại là đi về cầu Mỹ Hận. Bây giờ em sẽ quẹo phải đi vô cái con đường Nguyễn Huệ nha mọi người. Chuyến này sẽ đi chậm chậm cho các bạn yêu cầu xem cho kỹ nha mọi người. Ở đây là có cây xăng ngay ngã ba. Chợ này háo cái tên xuống rồi. Bay mất tên chữ luôn mọi người. Nó chợ phường 2 sao? Đây có hai tiệm bánh trên đường này. Phía xa xa mọi người thấy cái dĩa không mọi người? Ở trên trời đó. Giống như cái dĩa ha. Đó, cái đó là em thấy lâu dữ lắm rồi ở Vĩnh Long mình luôn á. Cái nhà nước á, nhà máy nước của thằng Việt Úc. Công ty Việt Úc. Xin lỗi mọi người, em nói chuyện nó nghĩ sao nói vậy mọi người ơi. Uống nó không có mùi tẩy ở Việt Nam mình nha mọi người. Mấy nước khác thì uống em nghe có mùi hơi tẩy tẩy chút. Đây, xe Việt Úc nè. Ngay chỗ xe tải đậu. Không, người ta có xe người ta giao về dưới bán lẻ. Đây là trường. Trường học Nguyễn Du phải không ấy? Nguyễn Huệ mọi người ơi, trường tiểu học Nguyễn Huệ. Xin lỗi mọi người, tại em thấy Nguyễn cái theo thường hay Nguyễn Du. Đúng rồi, nó cũng ngồi vậy đó. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long. Ở đây con đường này nó sẽ đang đi ha. Đúng rồi. Nói là mầm. Đây con đường này mới mở không biết tên là gì luôn. Hình như chưa có đặt tên hay gì đó. Chưa đâu. Nó làm đường á là nó làm ở trong ra trước. Rồi đó, từ từ đó, nó làm mặt lộ cái gì đó là phóng ra cái là nguyên con đường luôn. Đôi khi mình làm đường mình đâu biết đâu mà lấy quay cái có đường đi cái thật là bất ngờ luôn. Nó làm ở đâu ở trong trước á, ví dụ nó giải tỏa nhà ở trong đó trước rồi làm ra từ từ. Đây là đội cảnh sát phường 2 nè mọi người. Đó, ngày xưa đó là công an giao thông là nằm đó đó. Bây giờ về trên kia rồi. Về phòng trái nhiều lắm à. Trên cầu đôi nữa phải không? Có anh nói mình bữa nào đi quay trường đường Nguyễn Huệ cho anh mời em đi cà phê ăn uống nướng không? Đúng rồi. Tại anh hôm qua mới hỏi. Để hỏi coi cái tiệm anh tên gì. Hôm qua anh có trả lời rồi, anh hỏi cái tiệm anh tên gì để có dịp nào em đi em ghé mà chưa có thấy anh phản hồi. Chắc hẹn anh nếu có xem được clip này cái dịp khác nữa quá. Không biết là anh có bán bún mình nướng không nữa. Bún riêu cua đồng. Em tính nói gì vậy?
Nắng ha. Đúng rồi. Nó gần sáng rồi. Điện thoại mình quay ngược sáng dở quá à. Vậy hả? Đổi người lái. Mấy người không lái xe mọi người. Chạy ví dụ một người là một cây gử, hai cây số gì đó là đổi người khác lái vòng vậy đó. Lái vòng giờ chuẩn bị sắp thi rồi đó. Thi là thi trên con đoạn đường này luôn nè. Đâu đã đâu, ham lái lắm, vậy mới ham. Đúng rồi. Chờ hoài luôn á, ham lắm. Ham mà lên lái cũng hồi hộp lắm nha. Chạy nhanh 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 hả béo. Bò né ba tâm. Wow. Sao? Quán đó đó hả? Đối diện. Nè nè nè. Cạnh đó. Phải không? Không biết phải. Anh đó có xem cơm rồi đâu nữa. Đây có sữa mua xe hơi. Đúng rồi, tới cầu trên đó là nó qua bên kia là phường 8 rồi, nó đổi tên đường rồi. Đinh Tiên Hoàng. Hay, quá hay luôn. Ghê vậy. Đi viết thì biết hết trơn luôn. Ở đâu trong cái đường hẻm này nè có chỗ bán da ua ngon lắm á. Da ua hồ là lâu lắm rồi anh có ghé anh mua ăn. Đường Nguyễn Văn Lâu hả? Cầu này cầu Tân Hữu nha mọi người. À hừ. Đây cái ngã tư, bên trái về đường Trà Vinh, bên phải là đi về Phú Thuận, đi hẳn là về Cần Thơ. Ngã tư mà. Để em sẽ hoành lại. Đi ghê trời. Vậy hả? Ờ. Đây công ty bán đồ vật liệu xây dựng. Ồ mình đi ngược gió rồi em ơi. Ngược gió hả? Ngược gió đó. Đúng rồi. Gắn mít vô không biết nó có bị lỗi không á. Lỗi thôi. Thôi giờ chậm chậm chút. Rồi. Ngược sáng nó cái màn hình nó bị chớp vậy. Ăn clip nó bị giật sáng nha. Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Chị
vậy đó hả? Nhưng mà dân mình ở dưới mình xa quá nên mình không biết ha. Đây cũng có bún bánh xào nè, bánh nước nè, cháo lòng, nướng lá mắt mọc dữ thiệt, cửa hàng xe máy mọi người. Đây hủ tiếu 113, quán nhìn sạch sẽ quá, không biết à. Đây là bãi bán xe. Đổ băng chuyền. Ủa này là giao hàng vậy ta? Để em quay lúc này chậm chậm lại xíu. Ôi ngược sáng ổn quá. Giao hàng tiết kiệm nằm đây hả? Wow. Phải không? Còn bên đây là không biết cái gì ha. À, Hồng Cúc, shop thể thao Hồng Cúc. Hiện tại đang đóng cửa. Bên kia là cà phê Khải Nguyên. À, đông quá. Tại cái tiệm Hồng Cúc này đóng cửa cho nên xe nó không có ha, nó vắng cho khúc đoạn này ha. À, thôi giờ mình đi tiếp hay sao? À, đúng rồi, với lại ngược sáng nữa nó cháo quá nè. Đi trong luôn. Lớn không? Đây là cà phê An Nhiên hả? Quán ăn gia đình La Cà. Sữa xeo, tèo đó. Ở đây có cơm tấm, hủ tiếu nè. Công ty. À. Rồi giờ mình đi tiếp ha. Chớp ghét quá trời. Cái gì nướng ngộ ta? Giò heo nướng. Giò heo. Ờ, à, màu này. Đúng rồi, chính xác. Sân vận động Vĩnh Thái. À, ngày xưa mọi người, em có nghe một cái anh chị này chia sẻ là sân vận động Vĩnh Thái là có nghĩa là ngày xưa khi mà gặp hai cái tỉnh bà mẹ nó quên mất tiêu rồi đó. Cái gì cái tỉnh gì nè, Vĩnh gì với cái gì Thái đó là gặp lại là kêu là Vĩnh Thái. Vĩnh Long gặp cái gì ở cái gì thôi để bữa nào em quên quá, em cập nhật sao nha mọi người. Nói là thì đang định nói ngon chớ tự nhiên tới đó không quên mới chết chứ. Xin lỗi tất cả mọi người vì trí nhớ hay quên của em. Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Dạ đây là trường học nha mọi người. Qua phượng nở đẹp quá. À. Còn chứ. Qua phượng này đẹp chứ người ta không có chặt bỏ đâu. Nó gắn liền với cái tuổi học sinh.
trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. Thấy mình lạ quá vậy. Cái sân chơi mái ở vậy, sân chơi nha. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh. Hay chứ. Mà ở Vĩnh Long này hiếm có cái quán cà phê nào mà có sân chơi cho trẻ em à. Em đi từ đó giờ mới thấy cái quán Lê Vi là có cái sân chơi cho em trẻ em đó mọi người. Ví dụ gia đình mình có con rồi á, đi vô đó uống phê cái để con vô đó chơi, nó tự đi chơi cũng thoải mái hơn. Chí nè, rồi mấy dạng như mấy đứa nhỏ nhỏ nó lớn chút nó biết đi đó, rồi khi nó ngồi với mình nó nghe mình nói chuyện nó cũng chán, nó đâu biết làm gì đâu, vô nó sẽ chơi. Dài á, còn vô cái phường 1 là bắt đầu là đường chút cũng à, có được cái đường, con đường Trưng Nữ Vương là dài nhất ở trong phường 1 đó đó. Đừng hỏi mà nói với em là đây biết gì không, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Mà bây giờ nó gỡ cái bảng xuống rồi nè, không biết. Xin lỗi mọi người, nó đặt cái dưới không, hồi trước á là nó đặt ở trên cái hành đó đó, cái cổng á. Có không có tin giống á mà. Nhưng mà mấy cái trò này giờ ít ai chơi lắm em ơi. Ngày xưa dạng như anh thấy hiếu hốn á, chẳng chơi mới rồi về á, ta chơi đông dữ lắm nha. Hồi chợ vậy hả? Đúng rồi đó, hồi chợ đi thấy đông nóng lạnh luôn á. Còn bây giờ bà con đầy đủ vật chất hết trơn rồi, cho nên không có như xưa ha. Chợ giờ ta dành thời gian ta đi làm ta nghỉ ngơi chứ quẩn lắm mới đi hội chợ coi chơi. Rồi cũng sắp hết đoạn đường Nguyễn Huệ rồi mọi người ơi, thì đến đây cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Nếu có điều chi sai sót mong rằng tất cả mọi người thông cảm bỏ qua. Không quên chúc tất cả mọi người ngày mới an lành và gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Bye bye.